Kính chào quý vị. Thưa quý vị, những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong căn cứ Trung ương Cục miền Nam ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, có một ngôi trường mang tên anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Những ngày cuối năm Kỷ Hợi, trong lúc mọi người nô nức đón xuân về, một đoàn du khách là cựu học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi đã về thăm di tích này. Chuyến về rừng không chỉ để ngắm cây xanh, tìm những cánh hoa rừng. Các cô, các chú về rừng để tìm lại những dấu chân xưa của đồng đội. Đó là nội dung câu chuyện của chương trình Dấu ấn cuộc đời kỳ này. Ngày 15 tháng 10 năm 1965, một năm sau ngày anh Nguyễn Văn Trỗi mất, tại căn cứ Trung ương Cục ở Tây Ninh, một ngôi trường mang tên Nguyễn Văn Trỗi cũng được thành lập, đón con em cán bộ của Trung ương Cục sinh sống ở nội thành Sài Gòn và các tỉnh miền Đông về học tập. Những ngày đầu của trường, hơn 100 thiếu niên tuổi từ 5 đến 7 và 30 thầy cô giáo, nhân viên quy tụ về mái trường này. Hồi đó là tôi còn nhỏ lắm, ba tôi đưa vào đây học thì tôi nhớ là chủ yếu là chúng tôi ở đây là được học về làm người, học chủ, ba nói là cho con lên trường Thiếu Xuân Quân Nguyễn Văn Trỗi để học chữ, nhưng mà hồi đó chiến tranh nhiều quá cho nên là chúng tôi lên đây là chỉ đào hầm tránh bom, mà bài học lớn nhất mà tôi học được ở đây đó là học làm người. Ngày Noel 25 tháng 12 năm 1967, lúc đó tôi vô đây có mới có 12 tuổi thôi, chuyến xe đi từ Phnom Penh vô đây, ở cách đây bên kia sông cái dòng Cỏ Đông đây nè, bên bến ra đây thôi. 10 năm chưa đủ dài so với một đời người, nhưng đủ để khắc ghi vào lòng người sự kiên cường, anh dũng của cha anh. Xuân về thì tôi lại nhớ tới những người bạn đã hy sinh đây. Tôi có một người chị là chỉ là trưởng đoàn nhân công Long An cũng đã hy sinh ở cánh rừng Lò Gò này. Hiện giờ chị vẫn còn nằm ở đây. Cho nên là mỗi lần Tết đến là tôi rất nhớ rừng nhiều lắm. Cái khu đất này á, tụi tôi gọi đây là cái mảnh đất tình người. Khi mà chúng tôi về đây á, thì cảm xúc rất là dâng trào. Tất cả anh chị em á, từ sống với nhau từ nhỏ, cách đây hơn nửa thế kỷ rồi, thì bây giờ vẫn quy tập về đây để mà chia sẻ những cái tình cảm cũ, bạn bè học trò với nhau, với thầy cô với nhau, thì bây giờ thì cũng là quy tụ về đây để mà gọi là ôn lại những kỷ niệm xưa và nhắc lại những cái truyền thống, những cái gian khó, những cái ác liệt của chiến tranh để mình luôn luôn vững vàng trong cuộc sống. Đó là một cái là chúng tôi phải luôn ghi nhớ. Thời gian làm người ta già đi. Học sinh của trường Nguyễn Văn Trỗi năm nào giờ đã là ba mẹ, là ông bà. Nhưng ký ức trong họ thì luôn tươi trẻ. Cách đây 2-3 năm, vào mùa dịp Tết như vậy, chúng tôi cũng lên là để kỷ niệm một ngày, để ăn mừng Tết, ăn mừng cái tất niên với các liệt sĩ của trường Nguyễn Văn Trỗi. Thì một bạn nói rằng, có một cái tiếng bên tai nói chứ, nói mấy đứa hát, hát cho vui. Thì cái bạn đó không phải, hoàn toàn không phải là người của trường Nguyễn Văn Trỗi, nhưng mà bạn ấy nói là có người nói bên tai rằng kêu mấy đứa nó hát cho vui. Thì tôi gọi hết mọi người, cũng đa số là có những người đã ở đây, lên cái góc trên đó, ngồi đó. Người ngồi người đứng chứ không phải là ngồi không. Hát, vỗ tay,
trong đó có bài Mái Trường Em, là cái bài truyền thống của trường Nguyễn Văn Trỗi. 10 năm, hơn 700 con người dưới mái trường đã oằn mình gánh chịu những khốc liệt trong cuộc chiến giành độc lập tự do dân tộc. Trong đó có 11 giáo viên và học sinh đã hy sinh ngay trên lớp học do bom đạn của kẻ thù. Năm nào chúng tôi cũng muốn quay quần lại với nhau, cùng ăn Tết với liệt sĩ vào những ngày giáp Tết như vậy. Và mỗi lần như vậy lên thì chúng tôi sẽ có hoa. Tôi nghĩ là không cần cái gì là cao sang. Bởi vì ngày xưa khi liệt sĩ của chúng tôi trước khi chết, ngày Tết cũng biết có bao nhiêu đó thôi. Cảm xúc lắm, xúc động lắm. Mà không lần nào mà mấy chị đây mà rủ tôi về đây mà tôi không về đó. Nơi khác có khi tôi không đi, nhưng nơi đây là mấy chị rủ, lần nào tôi cũng về đây hết. Tôi về đây rất là cảm xúc. Mỗi về đây xong là về nhà với tâm trạng rất là vui vẻ, thoải mái. Nhất là mỗi ngày xuân như thế này. Không phải là giao thừa mà trước Tết là bao giờ bạn bè của tôi cũng tụ họp về đây. Là để không phải là mong chờ một cái gì mà về vui với bạn bè đã đi xa. Một cái cảm xúc là nếu không đi thẻ sấy không có ăn lòng. Sau khi mà mấy cô làm cái bia này rồi thì mỗi năm ít nhất là 3 lần mấy cô về đây để thăm lại cái khu này, rồi để thăm anh em của cái khu vực này, mấy anh em ở đồn biên phòng, rồi đồn kiểm lâm, để thăm các anh em, rồi thăm các cháu ở đây. À, mỗi lần về như vậy thì mấy cô thấy như mình trẻ lại. Bao nhiêu cái kỷ niệm cũ nó cứ nó sống lại, rồi mấy cô mấy chú cứ ca cứ hát như là mình cái thời mình còn trẻ. Ông Nguyễn Trọng Xuất nhớ mãi ngày bí mật vào trường thăm hai đứa con trai là học sinh của trường. Trước khi hai con tôi là Cậu Tiến và Thành Nhân được tổ chức cho ra Bắc học tập năm 1971, tôi là người may mắn duy nhất được vào thăm trường. Vợ tôi cũng không lên thăm được vì đang bị tù ở khám Thủ Đức. Thấy con cái mình được thầy cô chăm sóc chu đáo và dạy dỗ ân cần nên tôi rất an tâm. 4 năm sau, mãi đến năm 1975, cha con tôi mới có dịp đoàn tụ. Lúc bấy giờ, hai cháu đã trưởng thành và trở về Nam công tác. Mỗi năm, các cụ học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi lại một hai lần về thăm lại trường xưa. Rừng xanh vẫn tỏa bóng mát, che nắng cho nhiều mái tóc đã hoa râm. Và rồi các cô chú lại hát như một thời tiếng hát át cả tiếng bơm. Bây giờ đi về đây thì thấy đường xá nó phát triển, nó rộng rãi, nó thênh thang lắm. Mà ngay cả từ cái lúc mà sau khi làm bia xong tới bây giờ thì thấy cũng phát triển nhiều, rất đẹp. Đi từ ở thành phố lên đây thì thấy đường xá đẹp lắm. Chúng tôi rất là tự hào khi ở đây hồi xưa là một cái vùng tàn phá. Ở đây được sống ở đây được cái vùng này là không, hồi đó là không phải dễ sống đâu. Nhưng bây giờ thấy đồng bào và địa phương mình ở đây phát triển mạnh mẽ, chúng tôi cũng rất là xúc động. Trở về di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam, các cô học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi luôn thành kính tri ân các thế hệ thầy trò đã âm thầm dạy dỗ học tập và hy sinh tuổi thanh xuân của mình vì sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ đạn bom ác liệt để gieo mầm những hạt giống đỏ cho tương lai. Quý vị thân mến, chương trình Dấu ấn cuộc đời kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.